Vừa trở về từ châu Âu, Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc rạng rỡ trên đất Thái cùng hội bạn thân 10 năm. Thưa quý vị và các bạn, Tăng Thanh Hà và hội bạn thân gồm diễn viên Thân Thúy Hà, Quốc Cường, stylist Quang Tuyến và bà xã Phạm Anh Khoa đang có chuyến du lịch cùng nhau đến Thái Lan. Mới đây, Tăng Thanh Hà vừa đăng tải hình ảnh đi du lịch tại Thái Lan cùng với hội bạn thân của mình, dễ dàng nhận ra Thân Thúy Hà, Thùy Trang, bà xã Phạm Anh Khoa, diễn viên Quốc Cường và Quang Tuyến. Nàng Ngọc Nữ vừa trở về từ chuyến đi Đan Mạch đã ngay lập tức hội ngộ những người bạn đã gắn bó hơn 10 năm qua. Tăng Thanh Hà diện váy trắng đơn giản, rạng rỡ, khoe nhan sắc không tuổi của mình. Thời gian gần đây, những lần xuất hiện của người đẹp thường bị nhận xét ốm đi rất nhiều so với trước. Trong khi đó, bà xã Phạm Anh Khoa đã lấy lại được thần sắc tốt hơn sau khoảng thời gian mệt mỏi vì scandal của chồng. Trước đó, Tăng Thanh Hà lộ thân hình gầy nhom khi cùng chồng tụ tập với hội bạn thân. Thân hình gầy gò lộ rõ xương của Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thân Thúy Hà đã đăng tải loạt ảnh tụ tập ăn uống cùng hội bạn bè thân thiết, trong đó có vợ chồng Tăng Thanh Hà, Thùy Trang, vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa và nam diễn viên Quốc Cường, nữ diễn viên xinh đẹp vui vẻ. Quán tại gia tự nấu, tự phục vụ, tự ăn một bếp chính 10 bếp phụ, cuối tuần vui và ấm áp. Trong hình chụp chung, không khó để nhận ra Tăng Thanh Hà ngày càng gầy, đặc biệt trong bộ váy 2 giây, Tăng Thanh Hà còn lộ rõ cả xương quai xanh. Nhiều fan hâm mộ tỏ ra khá lo lắng cho tình hình cân nặng của thần tượng. Tuy nhiên, dù khá gầy nhưng thần thái của Tăng Thanh Hà vẫn rất là rạng rỡ. Từ sau khi lấy chồng sinh con, Tăng Thanh Hà hầu như rút khỏi các hoạt động showbiz để dành thời gian cho gia đình và hỗ trợ việc kinh doanh của chồng. Mặc dù vậy, nhất cử nhất động của người đẹp đều được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Fan hâm mộ của Tăng Thanh Hà đều hy vọng một ngày người đẹp sẽ trở lại với dự án phim mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.